năng của em. Xin các mạch hòm như kích cỡ của vương. Ở ngôi kia trời đang nắng, vô trong đây thì không khí rất mát mẻ. Ở đây có hai hồ cá, vừa ngắm cá lại vừa ngắm ho, đủ mọi các loại giống lan đẹp các bạn ạ. Ngân sương đang ra hoa, cây ngân sương khung á các bạn, ra bông rất đẹp. Xem chậu của trồng cái giá thơ trồng của cây thùng lan các bạn, đây là 40 phân, chị nghe cho nhập 40 phân. Cái giá thơ trồng cây ngân sương đây là gì em? Đủ loại này, giò cây, dớn, thang, rồi bằng lá này, lá tốt. Đây là ngân sương hàng công chà rò tính giá lai. Cái quá trình lá này là do ánh nắng trực tiếp nên dẫn tới cháy lá nha các bạn. Ở dưới này là hồ cá, còn phía trên là phong lan. Chứng tỏ là khi trồng cây phong lan này có sự tính toán trước. Khi mà hồ cá này mình có thể lấy nước hồ cá, cá hoặc là vào phân cá mình tưới cho cây phong lan rất là tốt. Đây là cây đại ý thảo nha các bạn. Cái này khoảng 1,5 m. Vườn này đẹp, phù hợp với diện tích nhỏ.